Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mọi người khỏe không? Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn chủ đề ha, đi Úc có đổi đời được không? Các bạn thử suy nghĩ trong đầu các bạn đi. Đi Úc, đi Mỹ, đi Canada, đi châu Âu, đi Nhật, đi Hàn. Theo các bạn là đi nước nào tốt nhất? Các bạn thử suy nghĩ coi đi nước nào theo các bạn thấy là bạn tốt nhất. Theo bản thân mình thấy đi Úc là tốt nhất á. Không phải tại vì mình đang ở Úc mà mình thấy nó tốt đâu. Thứ nhất là mình thấy là đi nước nói tiếng Anh là tương lai nó sẽ tốt hơn đi mấy cái nước nói tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc hay là tiếng Nhật rồi nè. Tại vì nói tiếng Anh bạn có thể sử dụng trong toàn thế giới, còn nói tiếng Hàn là chỉ sử dụng ở nước Hàn thôi, nói tiếng Nhật chỉ sử dụng ở nước Nhật thôi, nói tiếng Trung Quốc có thể sử dụng được nhiều. So với tiếng Trung Quốc với tiếng Anh thì các bạn chọn tiếng nào? Theo bản thân mình thì mình chọn hai tiếng, mình vừa học tiếng Anh mình vừa học tiếng Trung Quốc luôn, mình biết thêm tiếng Nhật nữa, không phải nói chém gió. Chứ ngày xưa mình rất là may mắn biết tiếng Pháp nữa, ba mẹ mình cho mình đi học mấy cái tiếng nó khá là nhiều. Cái ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới này và ngôn ngữ mà có thể làm ăn toàn thế giới này là tiếng Anh. Ok, nếu bạn biết thêm tiếng Trung nữa thì càng tốt. Thứ hai, mấy cái nước ví dụ như nước Canada hay là nước Nhật, nước Hàn nó rất là lạnh, tuyết đồ này nọ tùm lum hết. Châu Âu cũng có tuyết, tuyết nó có thể 3 tháng, có thể 4 tháng, có những cái nơi còn kéo dài tuyết tới 6 tháng luôn, rất là lạnh. Ở bên Úc này là không có tuyết nha các bạn. Lạnh cỡ nào tuyết nó chỉ trên núi thôi, ở dưới đồng bằng này không hề có tuyết. Mình sắp vô mùa đông nè, ở bên Úc này thời tiết nó ngược trên thế giới, sắp vô mùa đông mà không có hề có tuyết nào ở dưới dưới đồng bằng hết á. Ok, tuyết nó chỉ ở trên núi thôi nha, mọi người nhớ được rồi. Có một cái điều này rất là hay, tại sao chọn Úc là Úc nó chỉ có 27 triệu dân số trên cái diện tích là 7.7 triệu cây số vuông. Ở Việt Nam mình là 330.000 cây số vuông à. Một cái bang ở bên Úc này có thể diện tích gấp tới 3 lần nước Việt Nam mình. Nên các bạn lưu ý là đất thì rộng mà người thì rất là thưa, người thì ít, cái cơ hội phát triển của bạn rất là cao. Mình thấy nước Úc là bạn bay đi về Việt Nam rất là nhanh, bay có 8 tiếng là tới, có những vùng là bay có 4 tiếng là tới, có những vùng bay có 5 tiếng là về tới nước Việt Nam mình à. Nước Úc này nó rất là thích hợp cho các bạn nào mà người Việt. Nó không quá lạnh mà cũng không quá nóng, nó có 4 mùa rất là hay. Đi Úc có đổi đời được không? Thì mình thấy là đổi được hay không là do bản thân các bạn á. Mình nói thẳng luôn, chắc chắn cái số lượng mà đi qua Úc này đổi đời nó sẽ ít, và đi qua Úc rồi cuốn gói đi về Việt Nam thì nó rất là nhiều. Và người đổi đời được là những người như thế này nè, họ chịu khó làm và họ chịu khó học, đó chỉ có dạng người vậy thôi. Và họ luôn luôn phát triển để mà họ thành công hơn. Giống như bản thân mình không phải nói khen mình, nhưng mà mình rất là chịu học, chịu làm và tiến lên thôi các bạn, không có cái chuyện mà mình muốn dừng lại. Có nghĩa là sao? Chịu học là mình phải học cho xong một cái bằng cấp ở bên Úc. Bạn nào mà qua đây may mắn không phải đi học thì phải đi làm. Làm phải làm nhiệt tình chứ không phải làm giả dối. Có sếp ở đó thì làm như thằng điên, không có sếp thì là cứ ngồi đó mà chơi, không phải kiểu đó. Cho dù có sếp hay không có sếp nữa vẫn làm nó nhiệt tình lên. Làm cho bản thân các bạn chứ làm đâu phải cho sếp đâu. Làm cho bản thân các bạn để thấy kinh nghiệm của bạn tăng lên, kiến thức của bạn tăng lên. Có nhiều công ty giờ người ta lắp camera rồi nè, bạn lười là người ta biết liền. Và thứ hai nữa là luôn luôn học hỏi và phát triển lên các bạn. Bạn không chịu phát triển cái nghề nghiệp của bạn lên, ví dụ bạn qua đầu tiên là lương các bạn ví dụ 50.000, 60.000, 70.000 bạn đi làm á, hoặc là lương các bạn là 25 đồng lên 27, 28, 29, 30 đồng, làm sao luôn luôn trong đầu nghĩ được làm sao để mà tăng lương từ 25 là lên 27, từ 27 lên 30, làm sao từ 30 lên 35, lên 40. Luôn luôn trong đầu bạn phải nghĩ mấy cái chuyện đó, chứ đừng bao giờ mà để bản thân bạn an nhàn cái mức lương đó, và đừng bao giờ mà chấp nhận cái cuộc sống hiện tại của các bạn đó, thì những người đó sẽ đổi đời được. Ví dụ như tiếng Anh đi, ví dụ bạn nào thi tiếng Anh được 40, 50 thì phải suy nghĩ làm sao tôi để lực lên 50, 50 mấy, và làm sao để tôi đi ra ngoài tôi nói chuyện cho nó giống người Úc, làm sao để tôi để tiếp xúc được những người Úc, làm sao tôi học được sếp tôi, làm sao để tôi lên tôi làm sếp, làm sao để tôi mua nhà không phải một căn mà mua 2 căn 3 căn, làm sao để mà mua nhà xong rồi trả hết tiền nhà, rồi tiền làm sao để mà mua được xe, làm sao để mua được nhiều xe cho nhân viên đi làm, và làm sao để mà tạo ra công ty để mà cho những người khác vô làm cho công ty các bạn. Đừng có bao giờ mà an phận ngồi yên một chỗ. Có nhiều người ở đây mình biết đã được đi làm full time rồi, đã gọi là vào full time rồi, là coi như là đã được công ty bảo lãnh rồi. Các bạn làm một cách gọi là nó uể oải lắm, cái cuộc sống của bạn và cái năng lượng của bạn nó rất là thấp, và cuối cùng là bạn ra trường bạn không đi mua nhà được. Đường các bạn có 50-60 ngàn, 70 ngàn, sao mà mua nhà? Rồi sau đó bạn chấp nhận cái mức cái cuộc sống là ở nhà thuê suốt cả cuộc đời còn lại của các bạn luôn, rồi lấy vợ, rồi vợ cũng ăn nhàn như các bạn luôn đó, hoặc là lấy chồng thì chồng cũng ăn phần giống vậy luôn, là thua luôn. Bạn muốn đổi đời được là bạn phải có ba cái yếu tố đó, mà muốn có vậy thì bạn phải là cái người phải liên tục học tập, không bao giờ chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, không bao giờ chấp nhận mức lương hiện tại, không bao giờ chấp nhận cái số phận của các bạn nó nằm như vậy. Ở trên cuộc đời này số phận các bạn có thể thay đổi được nếu các bạn chịu khó cố gắng học tập và rèn luyện mỗi ngày. Ngày nào bạn cũng phải học tập cho mình, đi học về, đi làm về phải cố gắng nửa tiếng hay một tiếng hay là hai tiếng, trên đường đi làm về chạy xe đi làm nghe tiếng Anh, rồi xong rồi trên đường chạy xe đi từ nhà tới tới trường tới chỗ làm hay tới trường nghe tiếng Anh, luyện tiếng Anh lên,
và nghe những cái podcast, những cái mà lời hay ý đẹp, những cái mà những cái tấm gương, những người doanh nhân, hoặc là cố gắng nghe những cái podcast bằng tiếng Anh, nghe những cái người mà người ta thành công, nghe những cái người mà người ta đi trước mà người ta có giúp được các bạn á. Những người nào người ta làm được á, nghe những người đó. Còn nghe những cái người ở ngoài kia mà người ta toàn ngồi để chém không à, bạn không thấy người ta làm gì á, toàn là thấy ngồi nói không à, thấy người ta làm không, thấy người ta đi làm cái này làm cái kia không, làm quá trời việc không. Người nào người ta bận rộn, người ta lo công ty có nhiều người làm, nhiều nhân viên, rồi người ta làm việc ở Việt Nam rồi làm việc ở Úc, ở nước này nước kia, rồi người ta đi năm châu bốn biển để người ta học tập đó. Hãy theo những người đó, rồi con cái của các bạn, các bạn hãy cho nó đi ra ngoài kia để nó học tập những cái người ở ngoài kia, và cho nó ra ngoài đi để cho nó lớn lên, để nó phát triển lên, nó mới đổi đời được các bạn. Bạn ở Việt Nam mà bạn không đổi đời được mà đi qua bên nước Úc này, mà nước lạ nữa, ở một đất nước lạ mà bạn không có cho con cái bạn có cơ hội để học tập là thua. Thì mình hy vọng là cái video này giúp cho các bạn được có những cái động lực, con cháu của bạn phát triển tiếng Anh, học tiếng Anh vô, rồi học ở trong trường, trong lớp cho nó tốt nghiệp, cho nó đàng hoàng ha. Và cái gì mình cũng phải cố gắng nhanh hơn người khác các bạn. Đừng có bao giờ mà để mà cứ trì hoãn từ năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng kia. Nói xác định mục tiêu, lập kế hoạch ra, làm cho nó dứt điểm rồi xong. Xong rồi đi làm chuyện khác. Chứ ngồi đó mà cứ nhây miết. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Chúc mọi người sức khỏe. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác, nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.